Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đang ở nhà văn hóa thanh niên các bạn ơi. Một xíu nữa thôi thì sẽ diễn ra cái trận bóng đá Việt Nam và đội tuyển UAE. Thì bây giờ mà ngay chỗ nhà văn hóa thanh niên này thì người ta có tổ chức xem bóng đá luôn các bạn ạ. Nhưng mà vừa xem bóng đá lại vừa có liên hoan ẩm thực, món ngon các nước nữa. Nên là mình sẽ quay giới thiệu đến tất cả các bạn xem là ở trong cái liên hoan ẩm thực này có những cái món ngon gì các bạn. Đây, đầu tiên mình đi vào là mình thấy hai bên là đều các cái gian hàng ẩm thực hết các bạn ạ. Mình thấy bên này có nhiều đồ nóng lắm, mình đi sang bên này xem thử nhé mà. Ở đây có ghế ngồi này, tí nữa mọi người sẽ ngồi lên cái ghế này để xem bóng đá luôn. Ở đây là bánh mì, bánh mì hình con cá các bạn ơi. Con cá rớt luôn à. Cái này là bánh tròn tròn, là bánh takoyaki, bánh của Nhật Bản các bạn. Ở trong cái viên đó thì nó có nhân, ở đây mình thấy là nhân bạch tuộc này. Nhân viên người ta có đeo một cái miếng để che miệng các bạn. Ủa, rất là nhiều món ăn các bạn ơi. Bên này đồ nướng. Ôi ôi. Này là mực nướng. Một phần này bao nhiêu tiền đây? Dạ một con 80 anh. Một con 80. Dạ. À một con trên kia là 80 kìa các bạn kìa. Dạ đếm xem thử. Đấy. Một con mực là 80 các bạn ạ. Đây có bạch tuộc nữa này. Ôi, người ta ướp sẵn các bạn ơi. Đây một con như này là 80 các bạn này. Ở đây còn có ốc hương. Rồi con này là con bữa trước mình quay rồi mình quên tên các bạn. Sò huyết này. Ốc nhồi này. Nghêu này. Ở đây có xào mì luôn nha các bạn. Đấy. Rất là nhiều món ngon các bạn ơi. Bên này là mì. Đây. Có bàn ghế để cho mình ngồi mình ăn luôn các bạn. Trên này là bàn này. Bên này là trà sữa nhưng mà nhạc ở trên này lớn quá, mình sẽ đi vòng quay lại các bạn ơi. Mình đi quay thì mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình rất là sợ nhạc các bạn. Bên này là cái gì đây? Ẩm thực hoa anh đào các bạn ơi. Sao mình thấy toàn đồ Nhật thế này? Ồ, thịt nướng này. Thịt nướng các bạn ơi. Và món ngon không? Bên này là xúc xích. Đấy. Cái xúc xích này nó dài cỡ hơn 20 phân các bạn. 20 cm. Ở đây mình thấy bên này hình như là toàn bán đồ ăn Nhật Bản thôi. Nhưng mà mình thấy ghi là tên chương trình là món ngon các nước. Thì chắc là cái khu vực này là cái khu vực mà món Nhật Bản các bạn. Này là khoai tây này. Trong có tôm đúng không? Dạ, xúc xích ạ. À, xúc xích. Bên ngoài là khoai tây với bột các bạn, bên trong là xúc xích. Bao nhiêu tiền một cây nhỉ? Dạ, 25. 25. 25 ngàn một cây này nhé các bạn. Mua. Cho mình một cây đi. Để mình mua ăn thử nhé các bạn. Lấy hộ tiền giùm mình cái. Ăn thử một cây xúc xích chiên với khoai tây xem nó như nào các bạn. Không, để nguyên cây nha. Nhạc ở đây lớn quá các bạn.
Cây này đẹp quá nhỉ. Hot dog phô mai. Rất là nhiều món ngon đó bạn ơi. Chắc là cũng 25 luôn ha. Bên này là giống như rong biển á, chiên với cá. Chả cá rong biển đó bạn ơi. Đây là món Nhật Bản đó các bạn. Bánh gạo. Cái gì là gọi là gì nhỉ? Tteokbokki hay gì không? Đây. Còn mấy ngày nữa là hết gì? Cái liên hoan này này. 3 ngày nữa. Tới chủ nhật là hết. Hôm nay là thứ năm. Hôm nay là thứ năm nha các bạn, tới chủ nhật mới hết nha các bạn. À, tương ớt chị. Tới bóng đá rồi các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ đi quay sơ sơ một vòng nữa, sau đó mình sẽ xem bóng đá nha bạn. Các bạn thông cảm dù mình là clip này mình sẽ kết thúc sớm một chút, tại vì là bây giờ tới chương trình bóng đá rồi. Cảm ơn chị. 25.000 nha các bạn. Bây giờ ở đây còn rất là nhiều món nữa các bạn ơi. Này giống như là cà ri sao á, cà ri đùi gà và món ngon các bạn ạ. Chắc là một ngày mình phải vào đây là 3-4 lần. Mình kiếm chỗ nào mình ăn cái này nhé các bạn. À, bên này có ném bóng bay nè. Mạnh lên. Ui. Anh Tây này ném quá yếu các bạn ạ. Đấy. Định kiếm quà cho người yêu ở Việt Nam mà ném yếu quá. Mình kiếm chỗ nào mình ngồi ăn này thử đi. Ở trong này là có bán bia này các bạn này. Chắc là nếu mà muốn ngồi trong này phải mua bia uống thì mới được ngồi các bạn ạ. Bây giờ mọi người sẽ xem bóng đá ở đây nha các bạn. Nếu như mà các bạn thấy thèm, thấy ngon, thấy hay thì có thể ghé qua nhà văn hóa thanh niên để xem cái liên hoan ẩm thực món ngon các nước nha các bạn. Từ hôm nay thứ năm cho tới ngày chủ nhật. Hôm nay là tối thứ năm, mình xem bóng đá Việt Nam và UAE này. Rất nhiều món luôn các bạn ơi. Bây giờ là quốc ca các bạn ạ. Quốc ca của UAE. Trời ơi, món ngon kìa. Này là bánh khọt nha các bạn. Quá nhiều món ngon các bạn ơi. Này là bạch tuộc nướng các bạn ạ. Nhiều món quá. Mình không biết là cái quốc ca của UAE thì có bị bản quyền hay không, nhưng mà nhạc đang rất là lớn. Tôm, cá, thịt, bò viên đây này. Rồi đậu hũ, chả giò, thịt nướng. Quốc ca Việt Nam. Giờ mình đứng đây mình ăn thử cái phần này nha các bạn. Đây. Mời các bạn nha. Bây giờ mình ăn thử cái phần xúc xích chiên với khoai tây này xem như thế nào nha. 25.000. Phần bột nó khá là dày các bạn.
mà rất là ngon các bạn ơi. Mình ăn cái này thì mình cảm thấy không hợp lắm các bạn. Nói chung là món này cũng rất là ngon nhưng mà nó không hợp khẩu vị của mình. Mình không thích ăn đồ chiên lắm, nhất là xúc xích và khoai tây nữa. Bạn Ly kìa. Ăn nữa không? Và đây là xuất phát của đội chủ nhà. Ngon à? Trong trận đấu thứ tư. Ăn đi, ăn đi. Tôi không ăn nữa. Vòng loại thứ hai. World Cup 2022 khu vực châu Á. Bây giờ thì chắc là mình sẽ xin được phép kết thúc cái video này đấy các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đang ở nhà văn hóa thanh niên để xem bóng đá. Tuy nhiên là mình tình cờ là biết là ở đây có liên hoan văn hóa ẩm thực các nước nữa. Từ hôm nay tối thứ năm cho tới tối chủ nhật. Thì các bạn nếu mà có thời gian thì ghé qua đây ăn nha các bạn. Rất là nhiều món ngon luôn. Mình các bạn thông cảm là ở đây nó hơi ồn nên là mình không có review được nhiều. Nên là mình sẽ kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ngày hôm nay, quý vị Pastor đã sử dụng tiếng Anh cho bài tỏ.